giải U19 Đông Nam Á 2024 đang khởi tranh với những trận đấu kịch tính. Với U19 Australia, họ đã không có khó khăn nào trong ngày ra quân khi dễ dàng giành chiến thắng trước U19 Lào với 6 bàn không gỡ. U19 Australia đã thể hiện sự vượt trội về sức mạnh với lối chơi chủ động và tấn công mạnh mẽ. Họ sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng các pha hãm thành của đội bóng này chủ yếu đến từ các pha phối hợp ở tầm trung. Các miếng đánh vỗ mặt từ trung lộ kết hợp với xẻ biên nhanh và mạnh của U19 Australia khiến cho U19 Lào nhanh chóng bị vỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng trẻ xứ chuột túi có đôi lúc để lộ ra những khoảng trống cho U19 Lào tận dụng. Trước đội bóng mạnh như U19 Australia, rõ ràng đây không phải là đối thủ mà U19 Việt Nam có thể tự tin để hướng đến mục tiêu 3 điểm. Sau trận hòa với U19 Myanmar ở trận ra quân tối 18 tháng 7, U19 Việt Nam cần phải rút ra nhiều kinh nghiệm. Các cầu thủ cần đảm bảo sự vững chãi ở hàng thủ. Các hậu vệ của U19 Việt Nam cần phải chơi tập trung hơn, bọc lót cho nhau hiệu quả hơn, tránh để lộ ra nhiều khoảng trống. Việc U19 Australia chọn lối chơi tập trung số đông ở tuyến giữa, vì thế U19 Việt Nam chắc chắn cũng phải chú trọng nhiều hơn đến khu vực giữa sân. Chỉ khi thực hiện hiệu quả khả năng tranh chấp, kiểm soát bóng ở giữa sân thì lúc đó, áp lực cho hàng thủ sẽ giảm bớt, đồng thời, cơ hội cho hàng tiền đạo cũng sẽ rõ ràng hơn. Trong trận đấu chiều hôm nay dự kiến hai đội sẽ có đủ lực lượng mạnh nhất. Việc phải chia điểm với U19 Myanmar khiến U19 Việt Nam bị đẩy vào thế khó. Muốn mở rộng cánh cửa đi tiếp, U19 Việt Nam buộc phải thắng. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi U19 Australia được đánh giá cao hơn. Các cầu thủ U19 Việt Nam cần phải chơi với hơn 100% sức lực và thật sự hiệu quả trong cả phòng ngự lẫn tấn công mới có cơ hội giành chiến thắng. Trận đấu giữa U19 Việt Nam gặp U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 21 tháng 7. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kết quả trận đấu này để người hâm mộ được biết.